Chào mừng các bạn đến với chương trình Cuộc sống thành thị trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Một điểm hẹn mỗi tuần để chúng ta cùng nhau trò chuyện về muôn mặt cuộc sống của một Hà Nội mến yêu. Các bạn thân mến, nếu coi Hà Nội là một thực thể sống thì cơ thể ấy đang thở mỗi ngày như thế nào? Mỗi giờ, mỗi phút như thế nào? Cái nhịp thở ấy có khỏe mạnh không? Sức khỏe của cơ thể ấy như thế nào? Và mỗi một thành viên chúng ta sống trong đô thị Hà Nội đang góp phần cho nhịp thở ấy như thế nào? Đó là chủ đề của ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện về chủ đề Khi thành phố thở. Và cùng Lê Anh chào đón những khách mời của chương trình trò chuyện hôm nay. Trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Đinh Đức Trường, trưởng khoa Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin chào chương trình Cuộc sống thành thị. Xin giới thiệu kiến trúc sư sinh thái Nguyễn Minh Thủy. Xin chào các vị khán giả của chương trình Cuộc sống thành thị. Và thạc sĩ Ngô Thị Phương Thảo, nhà thực hành sinh thái sâu. Xin chào chương trình Cuộc sống thành thị. Cho phép Lê Anh được gửi lời cảm ơn đến ba khách mời đã cùng dành thời gian để tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và như các bạn cũng thấy rằng là chủ đề của chúng ta là một chủ đề rất là mở và rất là sống động. Khi thành phố thở, trước tiên hãy cùng đến với phóng sự của chương trình. Chỗ nhà em thì rất là đông đúc, có rất nhiều xe cộ nên là có khá là nhiều bụi và nhiều tiếng ồn. Khi gia đình em ở chung cư thì em cảm thấy khá là ngột ngạt và khó chịu, tại vì những căn phòng thì rất là bé và kín, không có nhiều những cửa sổ để có thể hít thở và thư giãn. Mình đã sống ở trung tâm Hà Nội hơn 20 năm. Bầu không khí ở Hà Nội á, nó lúc mà mình chạy ở đấy á thì mình không có cảm nhận được nhiều lắm đâu. Tại vì mình sống ở trong cái không khí đấy rồi, từng giờ từng phút rồi. Nhưng mà mình có cảm giác gì đấy nó vẫn ngột ngạt. Nhìn cái làn khói bụi ở Hà Nội nó quá là dày, và cái ô nhiễm đấy mình vẫn hít vào người. Mình bị viêm mũi dị ứng khi ở Hà Nội ấy. Không biết từ bao giờ mình bị, đến cái mùa là mình bị thôi. Đến mùa mình bị hắt xì là mình hắt xì rất nhiều. Nó diễn ra trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Và mình có đi khám ở bệnh viện ấy, thì họ nói là để mà xử lý những cái tác nhân đấy nó cũng rất là khó. Và gần như họ nói là sống chung với lũ. Có lúc cảm thấy khó thở, cứ bóp nghẹt phổi con lại, con không thở được. Xong rồi con không thở được, con phải đi ngồi xe lăn để con đi lên thang máy, con đi lên gác. Từ lúc mà con nó bắt đầu bị ốm thì mình bắt đầu là để ý cái chuyện chất lượng không khí.
sau khi bị viêm phế quản xong thì nó bắt đầu không phải bị một lần, chắc là trong một năm nó bị vài lần liền phải nằm viện nữa. Thế thế mà khi nằm viện mà viêm phế quản cấp xong rồi suy hô hấp như thế thì bản thân mình là rất là lo lắng. Đợt đấy mà đang nằm viện thì bác sĩ có gợi ý là mình sẽ đi làm xét nghiệm nguyên nhân gây dị ứng để tìm ra nguyên nhân là vì sao mà nó lại bị liên tục như thế. Trong cái kết quả xét nghiệm ấy thì có ghi là có rất nhiều nguyên nhân để gây ra dị ứng, nhưng con mình lại bị dị ứng bụi. Và dị ứng bụi là cái thứ mà rất là khó tránh bởi vì bây giờ đâu nó cũng có bụi. Cùng với những hình ảnh mà các bạn vừa theo dõi trong phóng sự của chúng tôi thì xin được giao lưu một chút với khán giả của trường quay. Chủ đề ngày hôm nay, khi thành phố thở gợi cho các anh chị và các bạn điều gì? Xin mời. Em xin chào anh Lê Anh và ba vị khách mời ạ. Em tên là Quyên, hiện tại thì em đang sinh sống tại Hà Nội. So sánh giữa ở quê và ở Hà Nội thì em thấy là ở đây thì không khí cũng bị ô nhiễm nhiều hơn. Ngay là những cái khói bụi thì mình có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường ấy. Và khi mình sống ở đây thì em thấy là mình hít thở cái không khí cũng cảm thấy là nó không được trong lành như ở quê. Vâng, xin một ý kiến khác ạ. Tôi tên là Hương, hiện tại tôi cũng đang sinh sống tại Hà Nội. Thực sự ra là mình cũng sống ở Hà Nội từ bé đến lớn ấy. Cái ngày xưa thì thật sự ra nói từ bé đến lớn thì cái đợt mình hồi còn đi học thôi, mình cảm thấy là cái không gian của Hà Nội nó rất là trong lành, bởi vì là không có nhà mấy. Nhưng mà đến khi cái thời buổi mà bắt đầu thị trường là từ dân cư hay là chung cư mọc lên thì là số đông dân rất là nhiều, thì mình cảm giác là Hà Nội càng ngày nó càng với sự khó thở, hoặc là cái môi trường ấy nó càng ngày nó càng ngạt thở hơn bởi vì là đông người quá. Vâng, dẫu ngột thở thế nhưng chúng ta vẫn phải thở. Đúng và rồi. Rồi dẫu như vậy chúng ta vẫn yêu Hà Nội. Và bây giờ chúng ta vẫn phải làm một cái gì đó để chúng ta sống khỏe và sống một cách có thưởng thức ở trong một cái thành phố mà chúng ta đã yêu. Chính vì thế cho nên chúng tôi rất mong muốn ba khách mời ngày hôm nay cũng có thể là tham góp những cái góc nhìn và những cách làm của các bạn. Thì bây giờ là lúc mà Linh muốn mời các bạn gặp gỡ với Thạc sĩ Ngô Thị Phương Thảo. Chị là một nhà thực hành sinh thái sâu, ở tiếng Anh là Deep Ecology. Và bây giờ xin mời chị có thể giải thích một chút là đó là gì? Thực hành sinh thái sâu là gì? Và liệu nó có phải là một trong những giải pháp để chúng ta thở tốt hơn trong một cái đô thị nó có nhiều yếu tố ô nhiễm này không? Deep Ecology thì khi mà mình dịch sang tiếng Việt thì người ta hiểu là sinh thái học chiều sâu hoặc là sinh thái sâu. Thì cái bộ môn sinh thái ấy, là mình tìm hiểu về các yếu tố trong tự nhiên, các loài, các địa hình, những cái khu vực sống khác nhau. Còn khi mà mình nói sinh thái sâu thì mình đi theo thêm một cái góc, đấy là cái mối quan hệ của con người với các cái yếu tố khác ở trong thiên nhiên là như thế nào. Chúng ta đang đối xử, chúng ta đang có cái sự kết nối với cái phần còn lại của tự nhiên ra sao, để xem là làm sao để cái lối sống của mình, những cái lựa chọn mình đưa ra trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp của mình, nó sẽ đi theo hướng là thân thiện và nuôi dưỡng tự nhiên hơn. Giải pháp cho một thành phố để cho dễ thở hơn thì em nghĩ là cũng ở nhiều tầng, nó cũng sẽ liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chính những cư dân ở trong thành phố đấy. Chúng ta tiêu dùng như thế nào, chúng ta ở ra sao, chúng ta đi lại như thế nào, thì nó đều tạo nên cái sức ép cho thành phố. Thì nếu mà mình nhìn từ góc độ sinh thái sâu, tức là mình nhìn làm sao cho cái cuộc sống của mình nó gần gũi với tự nhiên hơn, nó giảm cái tác động lên môi trường hơn, thì một cách rất là trực tiếp là nó sẽ hỗ trợ cho thành phố thở dễ hơn. Vấn đề đã rõ rồi. Vậy là thực hành sinh thái sâu không có gì nó đao to búa lớn cả. Chỉ đơn giản là sự kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói đến kết nối với thiên nhiên ở trong thành phố ấy, thì có một điều mà mình hay chia sẻ với nhau, đấy là con người trong thành phố thì đang bị cái hội chứng thiếu hụt thiên nhiên. Vâng. Thế là mọi người cảm thấy là khi mà mình ở trong thành phố thì mình bị ngăn cách với tự nhiên. Vậy thì cái đầu tiên mà mình có thể nghĩ đến là thế thì thiên nhiên là gì, tự nhiên là gì, làm sao để mình có thể để cái sự hiện hữu của thiên nhiên nó gần gũi với mình hơn trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nó có thể đi từ cái chuyện là đâu là những cái không gian còn nhiều thiên nhiên ở trong thành phố mà mình có thể ghé thăm, hoặc là trong không gian nhà ở của mình, trong không gian nơi mình làm việc, văn phòng, trường học, nhà máy, có những cách nào để mình cho cái không gian đấy nó được thân thiện với môi trường hơn,
và đưa nhiều cái yếu tố của tự nhiên vào hơn. Và yếu tố tự nhiên thì nó có cây cối, nhưng nó cũng có các loài động thực vật, cũng có ánh sáng, nước, gió, vân vân. Đó thì mình sẽ nhìn làm sao để những cái sự hiện diện của thiên nhiên này nó được tăng lên ở cái cuộc sống xung quanh của mình. Thì đấy là cái hướng thứ nhất. Cái hướng thứ hai là làm sao để cái cuộc sống của mình nó giảm tác động lên tự nhiên, mình giảm phát thải, là cũng trực tiếp đến việc là giảm khí CO2 cũng như là các cái khí ô nhiễm khác ở trong thành phố, và giảm rác thải qua cái hoạt động sống và những cái hoạt động hàng ngày trong công việc của mình. Chị Minh Thủy là kiến trúc sư, và tôi biết rằng là chị có những cái dự án hay là có cái hướng ở trong cái khu kiến trúc của chị là mà tôi đọc tôi cảm thấy rất là thú vị, đó là xây những ngôi nhà biết thở. Đấy, ngôi nhà biết thở thì thế nào là ngôi nhà biết thở chị? Thì một cái ngôi nhà biết thở thì theo em thì sẽ phải là một ngôi nhà mà tự nó có thể vận hành được, tự nó sẽ luôn được chiếu sáng tự nhiên, luôn có thông gió tự nhiên, luôn có những cái khoảng không, những cái khoảng thiên nhiên mà phải đan xen được với nhà ở, để mà tất cả mọi người, mọi phòng ở trong nhà thì đều được chăm sóc như nhau. Đó, đấy là một cái ngôi nhà mà có thể tự nó giống như là một cơ thể, tự nó hoạt động mà không phụ thuộc vào máy móc. Mình ví dụ là nếu mà có những cái tiêu chuẩn về tính toán ánh sáng trong nhà ở chẳng hạn, thì nếu mà mình đảm bảo được những cái tiêu chuẩn đó về tính toán ánh sáng tự nhiên, thì khi mà nhà mất điện chẳng hạn thì là mình cũng hoàn toàn không cần phải bật đèn vào ban ngày luôn. Hoặc là nếu mà mình có những cái giải pháp vi khí hậu tốt, mình xử lý được những cái hướng nắng, hướng gió bất lợi, và mình khai thác được những hướng nắng, hướng gió tốt, thì khi mà mùa nóng chẳng hạn, thì ngôi nhà mình là tự động là nó đã tự làm mát cho chính nó rồi. Và mình rất phải ít phụ thuộc vào những cái điều hòa không khí. Mình chỉ cần có một cái quạt thôi là mọi thứ đã được giải quyết. Thì đấy là một cái ngôi nhà tự vận hành. Và mình gọi một cách dễ hiểu đấy là một ngôi nhà biết thở. Hai trong số những cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể ứng phó với một cái điều kiện của một thành phố đang chịu nhiều tác động của con người như Hà Nội chúng ta, đó là thực hành sinh thái sâu và xây dựng những ngôi nhà biết thở. Với giáo sư tiến sĩ Đinh Đức Trường ngồi phía xa xa kia, anh chắc kỳ vọng rằng tôi sẽ hỏi anh một câu rất vĩ mô, nhưng không. Tôi lại muốn hỏi anh một câu rất đời thường: nhà anh thế nào? Có phải biết thở không? Và anh có thực hành sinh thái sâu không? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thực ra tôi rất là thích cái tên của cái chương trình hôm nay là Khi thành phố thở. Thật ra thành phố thì rất giống một con người. Không chỉ phải thở mà chúng ta còn phải có cả ăn, cả uống, phải có cả suy nghĩ, có tình cảm và có cảm xúc nữa. Tôi cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Và tôi cũng đã từng sinh ra ở phố cổ, lớn lên ở phố của Pháp, rồi phát triển ở những cái khu tập thể cũ. Và bây giờ thì tôi chuyển sang một cái khu đô thị mới ở Hà Nội. Và trong một giai đoạn tôi thấy rằng là khi mà tôi ở cái khu phố cổ, không thở được, thật sự là không thở được. Và tôi đã đưa ra một cái quyết định là tôi phải chuyển sang cái khu đô thị mới, khi có cây xanh nhiều hơn, khi có các cái hồ nước nhiều hơn và các cái yếu tố sinh thái nhiều hơn. Thế thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái xu hướng, và chắc chắn là cái xu hướng đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi của giới trẻ cũng như là các cái cư dân của Hà Nội trong cái thời gian sắp tới ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Trường. Một cái Hà Nội như hiện nay gọi là phải chịu đựng cái sự ô nhiễm của chính mình. Có lẽ là mỗi một người dân Hà Nội thì cũng không thể nói rằng là tôi không góp phần vào cái sự ô nhiễm ấy. Nhưng mà tôi đang là nạn nhân đấy. Cho nên là vừa phải kêu lên tôi là nạn nhân, nhưng cũng đồng thời cũng phải gọi là tự kiểm điểm một chút là mình cũng đã có gây ra một chút. Mỗi năm thì chúng ta phải chi trả khoảng từ 5-6% GDP cho thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra, và đa phần là ở các đô thị. Các anh cứ lấy con số là năm ngoái thì GDP của Việt Nam là 420 tỷ đô, và nhân lên đến 5-6%, tức là mỗi năm thì chúng ta phải chi trả một con số là khoảng 20-25 tỷ đô la cho thiệt hại của ô nhiễm không khí. Và con số đó thì mới chỉ là những cái mà chúng ta nhìn thấy ở bề ngoài thôi. Thế còn có những cái thiệt hại mang tính chất gián tiếp và những cái thiệt hại mang tính chất vĩ mô nữa thì chúng ta chưa tính được, và nó còn lớn hơn con số đó rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là vấn đề ô nhiễm không khí nó là cái câu chuyện của các cái mô hình kinh tế, các cái mô hình tăng trưởng và cách thức chúng ta tiến hành các cái hoạt động dân sinh, các cái hoạt động kinh tế, chứ không chỉ là cái câu chuyện là khi nó
tạo ra ô nhiễm không khí rồi thì chúng ta mua cái khẩu trang chúng ta đeo vào, hoặc là chúng ta mua một cái máy khử ô nhiễm không khí ở trong nhà để làm cho cái không khí sạch hơn, thì lúc đấy là chúng ta chỉ là quan tâm đến phần ngọn thôi. Và tôi nghĩ rằng là để giải quyết triệt để thì chúng ta còn phải quan tâm đến cả cái phần gốc của vấn đề nữa. Thế thì thưa anh, là trong các nghiên cứu của anh thì cái nguyên nhân kinh tế là cái nguyên nhân quan trọng thứ mấy trong việc tạo ra cái tình trạng ô nhiễm như thế này? Tôi là một nhà kinh tế thì chắc chắn là tôi cũng sẽ nói rằng là cái mô hình kinh tế của chúng ta nó là một trong những cái nguyên nhân mà quan trọng nhất ảnh hưởng đến cái ô nhiễm ở đô thị, và trong đó thì có các cái đô thị Hà Nội. Cụ thể là thứ nhất tức là các cái ngành sản xuất của chúng ta nó mang nặng các cái yếu tố về mặt chế biến chế tạo, mà đã chế biến chế tạo là những thứ mà chúng ta phải tiêu tốn nhiều tài nguyên, phải xả thải, là những thứ mà chúng ta phải xả ra ngoài môi trường nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng hiện nay chúng ta cũng thu hút rất nhiều các cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI. Thế thì cái phần nổi mà chúng ta nhìn thấy đó là những cái lợi ích từ sản xuất, từ xuất khẩu, rồi từ những cái về tạo công ăn việc làm, chúng ta nhìn rất là rõ thôi. Nhưng mà những cái thứ chi phí ở đằng sau, và trong những cái đó thì có các cái chi phí môi trường thì nó ẩn và chúng ta lại khó nhìn. Một trong những cái mà chúng ta đang nói hiện nay đấy chính là cái câu chuyện về giao thông ở đô thị. Rõ ràng là một trong những cái đóng góp lớn nhất cho ô nhiễm không khí đó chính là từ giao thông. Chúng ta tính ra là khoảng độ 60% ô nhiễm không khí ở đô thị là do giao thông. Nhưng cái câu chuyện đấy nó sẽ được giảm đi rất nhiều nếu mà chúng ta có những cái, một là giao thông công cộng, hoặc hai là các cái giao thông xanh. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái giải pháp mà nhiều quốc gia ở trên thế giới họ đã làm rồi. Tuy nhiên tất cả những cái câu chuyện đấy thì nó để có giao thông xanh, rồi để có những cái cơ sở hạ tầng về phương tiện công cộng như vậy thì không phải từ trên trời rơi xuống, mà chúng ta phải có đầu tư, chúng ta phải chi tiền, chúng ta phải chi các cái nguồn lực, tài lực, nhân lực, vật lực cho nó thì chúng ta mới có. Em cũng có một cái góp ý đấy là em cũng cảm thấy là cái phần mà quy hoạch, tức là một cái ngôi nhà biết thở thì nó là vi mô, nhưng mà một thành phố biết thở thì nó cũng giống như là một ngôi nhà biết thở vậy ạ. Là mình cần phải có một cái sự gọi là tự động hóa ngay từ khi quy hoạch, tức là cái mật độ sử dụng đất, mật độ cho cái phần thấm nước mưa tự nhiên, những cái khu vực công cộng chung, những cái khu vực cây xanh để mà nước nó có thể ngấm được xuống dưới đất. Đó, thì rồi cái phần bê tông hóa, tại vì là các đô thị lớn bây giờ mà cụ thể là Hà Nội là có cái hiệu ứng là hiệu ứng đảo nhiệt. Thì tại sao mà cùng là hai cái vùng cạnh nhau, nhưng mà khi mà mình đang ở ngoại thành chẳng hạn, mình thấy là cũng thoáng, cũng thoải mái, nhưng mà mình đi vào trong thành phố một cái mình thấy là mọi thứ nó ngột ngạt, nó nóng. Thì cái đó là do mật độ cao này, mật độ xây dựng cao này, không đúng với cả cái tiêu chuẩn, và cái thấm nước mưa tự nhiên ít quá làm cho cái không khí bốc hơi ít thì nó thoát nhiệt kém. Và cái bê tông hóa cũng làm cho những cái nhiệt mà vào trong thành phố thì nó bị giữ lại, nó không thoát được ra bên ngoài. Và cái cách quy hoạch thì nó là một cái phần mà rất là quan trọng, bởi vì là khi mà mình quy hoạch đúng thì bỗng nhiên là tự thành phố là đã có thể tự nó thanh lọc được cho chính nó. Tự một thành phố sẽ tự hoạt động giống như một cỗ máy, một cơ thể, và mọi thứ nó sẽ tự vận hành mà không cần phải con người can thiệp vào. Tôi đã từng sang Thái Lan và dự một số những cái cuộc nói chuyện, và tôi thấy rằng là đã từng có những cái gọi là chiến dịch kêu gọi là bớt bê tông hóa cái sân nhà ấy, hay là cái vườn nhà ấy, để làm sao cho cái phần đất nó được hiện lên trước mặt con người nhiều hơn. Rồi là một ngày thì bạn bỏ dép ra và chạm cái gan bàn chân bạn xuống mặt đất xem là có được bao nhiêu phút. Thực sự là những cái cuộc nói chuyện đấy nó thay đổi tôi rất là nhiều trong cái cách mà mình tiếp tục cuộc sống ở các đô thị. Và rõ ràng tôi không thể từ chối một cái đô thị tuyệt vời như Hà Nội được. Và bây giờ các bạn khán giả hãy cùng chúng tôi đến với phần 2 của phóng sự và giúp cho nhịp thở của Hà Nội tốt hơn. Thank you.
khi mà anh chị chủ nhà đến gặp bọn mình thì cả hai bên đã tìm được một cái tiếng nói chung rất là nhanh chóng. Đấy là muốn làm ra một cái công trình, một ngôi nhà tự thở được, một ngôi nhà xanh. Một ngôi nhà ở trong một con ngõ nhỏ, rất là ít ánh sáng. Bởi vì là mọi cái con ngõ, mọi con đường xung quanh đều nhỏ. Nhưng mà ưu điểm của những con ngõ ở Hà Nội là có rất nhiều gió. Và mình đã tận dụng cái điều đó, tận dụng cái hướng nhà chính, đó là hướng Đông Nam, thì mình mở một cái khoảng sân trong. Cái sân trong này nó đóng vai trò như là trái tim xanh của ngôi nhà, và đồng thời nó cũng là khoảng thở cho toàn bộ ngôi nhà, làm cho tất cả các phòng ở trong nhà đều được lưu thông. Cũng cái khoảng sân trong này thì sẽ tạo cho mỗi một phòng đều có hai mặt tiếp xúc với thiên nhiên, lấy được nhiều ánh sáng vào trong mỗi tầng hơn. Với cái cách thiết kế này thì đồng thời cũng giúp là tiết kiệm năng lượng vận hành cho ngôi nhà. Điều em thích nhất trong ngôi nhà này đó là những ban công ở phòng em. Em mở ban công ra thì em cảm thấy mát hơn. Em không cần phải bật điều hòa vào những trời nóng như thế này. Và thay vào đó thì em chỉ cần bật quạt là có thể mát. Và hơn nữa là ánh sáng tự nhiên, có những cây xanh. Khoảng trống đã tạo nên được cái thông gió đối lưu cho ngôi nhà, để mà ngôi nhà giảm được rất là nhiều nhiệt độ so với môi trường bên ngoài. Nó là một cái mà rất là tốt cho sức khỏe. Sau khi cả gia đình của em chuyển về đây sống thì em cảm thấy sức khỏe của mọi người đều phát triển một cách tích cực hơn. Thực ra thì đâu quanh đây đâu chả có bụi, ra đường còn đầy bụi. Lúc đấy thì giải pháp đưa ra là nó lại để cho con nó tập luyện để tăng cường sức đề kháng. Với cả là nói chung là đi đâu thì chỉ phải đeo khẩu trang. Tôi mới nảy ra ý định là mua cái máy lọc không khí. Trong quá trình dùng thử thì thấy trong nhà môi trường nó cũng thấy tốt hơn, thì mua thêm hai cái nữa để mỗi phòng một máy. Mình thấy nó tốt thì mình muốn bảo vệ cả nhà. Mình cố gắng giữ cho nó. Đến bây giờ thì thực sự là tình trạng của nó ổn hơn rất là nhiều. Con không lo lắng như trước nữa. Con vận động rất nhiều. Con vận động bóng rổ một tuần một lần, đấm búp ở trên gác hàng ngày và chạy máy chạy một tuần hai lần. Bây giờ con cảm thấy vui và rất tự tin khi ra ngoài đường ạ. Khi mà chạy bộ ấy thì nó cũng giúp cho cái sức đề kháng của mình tốt hơn, nó cũng giảm được phần nào. Nhưng mà đến cái lúc mà mình lên đây ở thì mình không nhận ra đâu là mấy năm nay mình không còn hắt xì nữa, không còn viêm mũi dị ứng nữa. Hiện giờ thì mình đang sống ở Quốc Oai, là một vùng ven mà qua bên núi bên kia thôi, là sang Hòa Bình.
Ở đây thì mình thấy là các con mình được sống trong cái không gian và cái chất lượng không khí như thế này thì mình cảm thấy nó rất là tốt cho các con. Chất lượng sức khỏe của mọi người rất là tốt, đặc biệt là trẻ con. Rất ít khi ốm, ít ốm vặt. Cốt lõi của ngôi nhà này thì nó là thông gió và ánh sáng tự nhiên rồi. Tuy nhiên là một ngôi nhà mà bền vững thật sự thì nó vẫn sẽ bám sát những cái tiêu chuẩn về kiến trúc xanh. Ví dụ như là tiết kiệm nước chẳng hạn, thì ngôi nhà sử dụng những cái thiết bị nước hiện đại nhất để mà có thể là ngay từ đầu đã là tiết kiệm nước rồi. Hoặc là cái vật liệu sử dụng trong ngôi nhà thì là những cái vật liệu mà hạn chế phát thải. Ngôi nhà sử dụng nhiều cái vật liệu ốp mà không phải là vật liệu công nghiệp mà nó là đá trẻ tự nhiên. Sơn trong ngôi nhà thì là dùng sơn mà không chứa VOC. Đó, thì nó không phát thải ra môi trường. Và những cái vật liệu tự nhiên thì nó có một đặc điểm đấy là khi mà cái vật liệu đó không hết vòng đời sử dụng rồi thì nó sẽ trở lại tự nhiên. Một cái khoảng vườn, những cái khoảng thiên nhiên đan xen cùng với nhà thì cái thiên nhiên này nó không chỉ là thông gió mà nó còn mang lại giá trị tinh thần nữa. Nó còn là sân vườn, là thiên nhiên nữa. Và nhất là cái sự vận hành của nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình sẽ chỉ làm những cái gì mình trong khả năng có thể của mình. Mình thì khuyến khích, ví dụ như con trai lớn chẳng hạn, thế bây giờ mình vẫn khuyến khích là nó đi xe đạp, và khi nào có cơ thể thì cả nhà sẽ đi bộ. Có những cái ví dụ như là hạn chế túi ni lông hoặc là vỏ nhựa tái chế ở đấy thì nó thành thói quen rồi. Bọn trẻ con ra đường mua đồ chẳng hạn, thế thì nó sẽ có thói quen là không xin túi ni lông. Sau này nếu mà con nó có nhu cầu đi xe máy thì mình cũng sẽ định hướng là con nó sẽ đi xe điện thì không sử dụng xe xăng nữa. Còn về già nữa, ngoài đi xe buýt ra thì mình lại bán xe máy, đi xe đạp. Từ đây về Hà Nội ấy, thì xe buýt cũng có. Tuy nhiên thì để mà di chuyển bằng xe buýt ý, thì nó chưa được tiện. Nhưng bản thân mình thì mình cũng có nhận thức được là mình di chuyển bằng ô tô thì mình cũng góp phần làm cho không khí nó bị ô nhiễm. Tuy nhiên thì các anh chị em cộng đồng ở đây ấy, cũng có một cái nhóm gọi là nhóm đi chung xe. Tiện mà làm gần nhau ấy thì mọi người sẽ đi một xe thôi, 2, 3, 4 người đi một xe cùng đến một điểm gần Hà Nội, hoặc là có thể đưa người này đến cơ quan trước rồi đến người kia về đến cơ quan. Mình cũng hy vọng là sẽ sớm có cái phương tiện metro công cộng về Hà Nội, thì lúc đó thì có lẽ là anh chị em ở trên cộng đồng này sẽ rủ nhau đi metro để về Hà Nội, vì nó sẽ thân thiện với môi trường hơn.
Và đó là ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Còn đối với các bạn khán giả trường quay thì sao? Các bạn ứng phó thế nào? Dạ, em kính chào ba vị khách mời cùng với anh MC Lê Anh ạ. Thì với cả một cái nhịp thở mà nhanh như ở Hà Nội của mình, với cả là nó cũng đầy cái sự ô nhiễm ấy, thì bản thân em cũng phải biết tự, gọi là tự rút kinh nghiệm cũng như là tự tìm được những cái phương pháp để hạn chế được những cái rác thải, ví dụ như là dùng túi vải sử dụng lại nhiều lần, hoặc là bản thân em là một bạn trẻ thì em có thể tuyên truyền được cho những người bạn cùng, gọi là cùng trang lứa đi, cùng trang lứa với mình có thể sử dụng chung. Bản thân em thì không thể thay đổi được những cái to lớn được ấy, chỉ thay đổi được những cái nhỏ nhặt, hoặc là đúng hơn là thay đổi được ý thức của bản thân và những người thân xung quanh mình thôi. Thế thì bên anh sẽ không hỏi vấn đề to lớn đâu nhé, một vấn đề cũng nhỏ thôi. Trong tương lai chắc em cũng muốn gắn bó với Hà Nội chứ? Dạ vâng. Em sẽ sống và làm việc ở Hà Nội. Dạ. Và em sẽ lựa chọn ngôi nhà để em sống của em. Em sẽ lựa chọn ngôi nhà của em ở đâu? Trung tâm, ngoại thành, phố cổ, Hồ Tây hay ở đâu? Em nghĩ là nếu mà để em chọn thì em vẫn sẽ chọn sống ở trung tâm của Hà Nội. Tại vì em đã sống ở Hà Nội rồi và em quen với cái nhịp sống nhanh ấy rồi. Nhưng mật độ ô nhiễm sẽ cao nhất. Vâng, nhưng mật độ ô nhiễm sẽ cao nhất, nhưng mà mình đã quen rồi ấy, thì sống ở đây nó cũng sẽ có nhiều những cái tiện ích khác nữa. Và không thể nói riêng về mặt khí hậu được. Có những mặt khí hậu thì mình có những ngôi nhà thở ở trong trung tâm Hà Nội rồi mà, đúng không ạ? Thế bất chấp cả những khuyến cáo của những chuyên gia về việc là nếu cứ tiếp tục sống ở trong khu ô nhiễm như vậy thì sức khỏe và tuổi thọ của gia đình em sẽ giảm. Cái đấy thì chắc là phải tính sau anh ạ. Vâng, một bạn trẻ rất nhiều khao khát được sống ở một cái khu trung tâm sôi động, nhiều tiện nghi của Hà Nội. Và cũng đang, tôi cho là cũng hơi gọi là coi nhẹ, đúng không? Hơi coi nhẹ một chút những cái vấn đề thuộc về ô nhiễm. Cái mà bạn cho rằng là đương nhiên phải chấp nhận. Và tôi nghĩ rằng nhiều người Hà Nội bây giờ cũng đang có tâm thái như thế này đấy. Thôi, mọi người cũng thở thế mà, có phải riêng mình đâu, đúng không? Thế thì các bạn cũng biết rằng là hiện nay đang có một cái xu hướng mà tôi thấy bắt đầu từ giáo sư Đinh Đức Trường cũng đã nói trong câu chuyện ở phần trước rồi. Đó là khi đã có một cái điều kiện đủ ấy, nhất là với một cái nhận thức gia tăng về vấn đề ô nhiễm, thì mọi người sẽ có lựa chọn rời khỏi những khu trung tâm của Hà Nội để đến những vùng ven. Và chắc chắn đây cũng là một cái trong những cái xu hướng mà nhiều người thực hiện. Vậy thì khi thực hiện cái điều này, anh Trường có lưu luyến gì không đối với cả cái khu trung tâm mà anh đã từng gắn bó? Bởi vì tôi đã sinh ra và lớn lên ở khu trung tâm rồi. Tuy nhiên có khi mà tôi chuyển sang cái vùng ven như anh nói, thì có một cái yếu tố rất là quan trọng mà thôi thúc tôi. Đấy chính là tôi nghĩ về các cái thế hệ tương lai của tôi, của con cái của tôi. Chúng ta biết rằng là ô nhiễm không khí thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển của các trẻ nhỏ. Bởi vì khi mà các cái cơ quan hô hấp của trẻ nó chưa hoàn thiện, rồi nó phải thở nhiều hơn. Thế thì sau này thậm chí là ô nhiễm, tôi được biết rằng là ô nhiễm còn có thể ảnh hưởng đến cả trí tuệ của trẻ nhỏ nữa. Thế nên là một trong những cái quyết định mà tôi quyết định là tôi di rời ra vùng ven, đó chính là tôi nghĩ đến cái thế hệ tương lai của mình. Chúng ta thấy rằng là thật ra câu chuyện này nó không chỉ diễn ra ở Hà Nội hay là ở Việt Nam, mà nó đã từng diễn ra ở các cái nước ở trên thế giới. Ban đầu người ta sống ở trong các cái vùng lõi ở khu trung tâm, nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì người ta đã bắt đầu người ta di rời ra các cái vùng vệ tinh. Và tôi nghĩ rằng là các cái vùng vệ tinh đó nó sau này nó sẽ không thiếu tất cả những cái tiện ích của chúng ta đâu, thậm chí là nó còn nhiều hơn so với cả trung tâm nữa. Rất là đồng tình với cả cái ý kiến vừa rồi của anh Trường ấy ạ. Thì bây giờ có một cái khái niệm là những cái đứa trẻ của sinh ra trong cái thời đại mới của mình thì gọi là cái thế hệ trong nhà. Tức là những em bé ở trong đô thị thì là sẽ di chuyển từ cái nhà này sang cái nhà khác, tạo thành hình thành một cái thế hệ trong nhà luôn. Và khi mà mọi người đã đến một cái lúc nào đấy, có nghĩa là có thể là khi mình thanh niên thì mình sẽ không quan tâm chuyện đấy, nhưng khi mình có con cái rồi thì bỗng nhiên mình sẽ cảm thấy là mình phải thay đổi. Mình phải chọn một cái môi trường sống mà làm sao mà tốt nhất cho gia đình của mình, cho bố mẹ, cho con cái của mình. Thì cái việc mà lựa chọn cái môi trường sống là một cái điều kiện mà tiên quyết, và em nghĩ là mọi người đều rất là quan tâm để mà mình không hình thành một cái thế hệ mới là cái thế hệ trong nhà. Thì có thể là có hai cách, như là anh Trường nói thì là mình sẽ di chuyển, mình sẽ chọn những cái khu mà đất lành chim đậu, những khu vực mà mình thấy là một cái ngôi nhà thì không thể có nhiều diện tích để mà mỗi một ngôi nhà làm một khu vườn, nhưng mà mình có thể mỗi ngôi nhà sẽ góp vào một chút
tất cả cộng vào thành một công viên nhỏ, thành một khu vườn chung cho tất cả trẻ con là tập trung vào đấy. Người già tập thể dục rồi mọi người sẽ cùng có một cái không gian cộng đồng. Thì một cái kiểu, một cái cách quy hoạch mà mọi người góp chung vườn như thế cũng là một cái giải pháp tốt. Thế tuy nhiên là cái giải pháp đấy thì nó sẽ chỉ có thể có được ở những cái khu đô thị mới. Còn về những cái khu đô thị cũ thì sao? Mình cũng không, vẫn sẽ có những người ở lại những khu đô thị cũ. Vẫn sẽ có nhiều người là sở hữu những cái ngôi nhà riêng, những ngôi nhà riêng của mình. Và làm sao để những ngôi nhà ấy vẫn biết thở đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thì làm thế nào? Thì mình sẽ có một cái giải pháp khác. Có nghĩa là nếu như mà mình cứ chỉ trông mong vào những cái quy hoạch lớn, những cái vĩ mô, những cái chính sách, thì mình thay vào đó, thay vào là chỉ trông mong vào những cái chính sách lớn, thì mình hãy có cái sự thay đổi trong chính ngôi nhà của mình. Nếu mỗi một ngôi nhà đều là ngôi nhà biết thở, thì không chỉ là giải quyết được cái sự thân thiện, cái sự hạnh phúc, sức khỏe cho người ở bên trong đấy, mà còn đóng góp vào cho cái sự phát triển chung của toàn bộ đô thị. Khi mà nghe tên chủ đề chương trình là Khi Thành Phố Thở ạ, thì nó cũng khơi gợi cho em một cái hình ảnh ẩn dụ về việc là bình thường trong thành phố thì chúng ta có các cái dòng chảy của năng lượng đúng không ạ? Dòng chảy của nước này, thực phẩm này, điện, năng lượng chảy cho các tòa nhà. Thế thì em cảm giác là có một cái hình ảnh nó hiện lên về việc là khi mà thành phố thở thì chúng ta hít vào rất là nhiều, tức là cái sự hoạt động diễn ra, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ các cái tài nguyên, cần các nguồn đầu vào rất là nhiều, nhưng mà cái hoạt động thở ra thì nó lại không đủ, tức là chúng ta cứ hít vào. Có rất nhiều thứ diễn ra nhưng lại không có cái không gian và thời gian để có thể thành phố có thể được tiêu hóa những cái khí thải, chất thải, được nghỉ ngơi sau khi đã có rất nhiều những cái hoạt động tiêu thụ như vậy. Thế thì khi mà nói về việc thành phố thở như thế nào, em nghĩ là ngoài cái việc hít vào thở ra thuần túy về mặt không khí thì nó còn liên quan đến việc là thế thì những cái dòng chảy của nguyên vật liệu ở trong thành phố diễn ra ra sao, giống như một cơ thể của mình này. Khi mà mình hít vào thở ra về mặt vật lý, nhưng mà trong cuộc sống mình cũng sẽ có những cái hít vào thở ra theo kiểu là mình đi làm rất nhiều, mình có rất nhiều hoạt động giải trí, vui chơi, làm việc, nhưng mà mình cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, để phục hồi sức lực, thì đấy cũng là cái quãng thở ra trong cuộc sống của mình nữa. Thế thì cái thành phố nó có cái quãng đấy không? Liệu mình có thể thiết kế để cho thành phố được có cái khoảng thở, khoảng nghỉ đấy không? Kinh tế tuần hoàn thì gần đây chúng ta cũng đã thấy rằng là nó cũng trở thành một cái thuật ngữ rất là phổ biến đúng không ạ? Trước đây thì chúng ta gọi là kinh tế tuyến tính, tức là tất cả theo đường thẳng đấy, quy tắc, quy mách, quy dispo, tức là chúng ta tiêu dùng vật liệu, chúng ta sản xuất, chúng ta tiêu dùng nó rồi sau đó thì chúng ta đổ thải đó, và cái chất thải đấy nó cứ nằm ở trong thiên nhiên và thiên nhiên phải chịu đựng cái chất thải đó đúng không ạ? Thế nhưng mà đó là cách tiếp cận cũ rồi. Thế bây giờ thì người ta thay đổi cái cách tiếp cận, tức là chúng ta sử dụng những cái yếu tố đầu ra của các cái quá trình sản xuất và quay ngược trở lại trở thành các cái yếu tố đầu vào của các cái quá trình sản xuất khác, tức là chúng ta tạo thành một cái vòng lặp khép kín và làm sao cho vật chất nó tồn tại ở trong cái quá trình đấy một cách lâu nhất. Thì cái ý tưởng đấy gọi là kinh tế tuần hoàn. Thế thì kinh tế tuần hoàn thì nó có rất nhiều các cái lợi ích, và trong đó thì có hai cái lợi ích mà lớn nhất. Một là lợi ích về kinh tế và hai là cái lợi ích về môi trường. Đấy, thế lợi ích kinh tế là gì? Lợi ích kinh tế tức là khi mà chúng ta có những cái chất thải đầu ra mà chúng ta quay ngược trở lại, mà chúng ta tạo thành tối ưu hóa rồi, đúng không? Ví dụ như là nhà anh bây giờ anh sử dụng nước, thế nước thì anh phải mua nước, mà bây giờ anh thải nước ra qua cái quá trình sinh hoạt, quá trình giặt giũ, mà bây giờ anh lại có cái hệ thống nào đấy mà quay ngược trở lại, lại phục vụ, lại sinh hoạt, lại giặt giũ, thì rõ ràng là cái lợi ích đó là lợi ích kinh tế cho anh rồi. Và đấy chỉ là lợi ích của gia đình thôi. Còn một khu đô thị, một khu công nghiệp, rồi một thành phố, nếu mà chúng ta áp dụng được mô hình đấy thì rõ ràng là cái tiết kiệm năng lượng rồi tiết kiệm chi phí của chúng ta rất là lớn. Và cái lợi ích thứ hai là lợi ích môi trường. Thì chúng ta hay có một cái câu rằng là chất thải thì là tài nguyên. Thế nên là nếu mà chúng ta chuyển hóa được chất thải thành các cái tài nguyên như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ bảo vệ được cái môi trường của chúng ta thông qua tích kiệm tài nguyên, thông qua tiết kiệm các cái không gian cho đô thị, rồi vân vân. Và cuối cùng thì chúng ta cũng tạo ra một cái sự tương tác tốt hơn đối với cả môi trường. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là kinh tế tuần hoàn nó sẽ trở thành một cái xu hướng cho các đô thị của Việt Nam, và trong đó có Hà Nội. Và khi mà chúng ta thấy rằng là các cái khu đô thị mới ở Hà Nội đang mọc lên rất là nhiều, và các khu đô thị mới đấy nó sẽ là những cái mẫu hình và là những nơi thực hành rất là tốt cho kinh tế tuần hoàn, khi mà chúng ta có thể tái tạo được năng lượng, tái tạo được chất thải, tái tạo được nước thải, và tạo ra cho chúng ta một cái bầu không khí thật sự là trong lành ở các cái khu đô thị đó.
Vâng, nghe rất lạc quan ạ, bởi vì là mỗi người ở trong chúng tôi ở đây, mỗi người một tham góp từ góc độ của chính mình đang cùng giúp cho Hà Nội thở tốt hơn. Và Hà Nội có thở tốt hơn thì chúng ta thở mới tốt hơn được, đúng không ạ? Chị Phương Thảo cũng đang nôn nóng rồi, bởi vì là tôi nghĩ rằng là chưa hỏi đến chị những cái ý kiến của chị về việc là các cộng đồng hay các nhóm xã hội có thể cho đi cái điều gì để rồi giúp cho chúng ta sẽ được nhận nhiều hơn. Em nghĩ là một cái điểm mạnh của thành phố đấy là nơi tụ hội các tài năng và nhân lực, vật lực, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta đã biết là có xu hướng chúng ta đều muốn được sống, được sinh hoạt, được học tập, phát triển nghề nghiệp ở trong thành phố. Thế nên là chúng ta có rất nhiều những cái sự sáng tạo, rất nhiều cái sức mạnh cộng đồng ở trong thành phố để mà chuyển hóa những cái vấn đề bây giờ trở thành một cái tiềm năng trong tương lai. Thì bản thân nghĩ đến việc là làm sao chúng ta có thể cùng nhau giúp thành phố thở ra được dễ hơn. Thì em nghĩ là một trong những cái giải pháp rất là quan trọng là chúng ta không thể xem nhẹ, đấy là làm sao có thể tăng được các cái mảng xanh ở trong thành phố. Bởi vì cây xanh thì nó liên quan trực tiếp đến việc là giúp cho chuyển hóa bầu không khí, giúp chúng ta dễ thở hơn, thành phố dễ thở hơn. Thế thì cái việc mà tăng cường các cái mảng xanh trong thành phố thì em nghĩ là có rất nhiều các cái cấp độ khác nhau mà mình có thể thực hiện. Trường học xanh, khu phố xanh, rồi văn phòng xanh. Mỗi người ở mỗi cái phạm vi nơi mà mình sống, nơi mà mình làm việc, mình đều có thể đưa ra những cái giải pháp. Mà vườn thì nó cũng có rất nhiều các thể loại vườn khác nhau. Nó có vườn treo chiều thẳng đứng, nó có vườn cộng đồng ở những cái khu vực mà đang bị bỏ hoang, có vườn trên mái. Rất nhiều các thành phố trên thế giới đang tập trung vào những giải pháp về vườn trên mái, vườn theo chiều dọc. Và bây giờ nó còn có một cái phong trào, nó gọi là phong trào từ chối các cái bãi cỏ, gọi là tiếng Anh gọi là anti-lawn movement. Là thay vì việc là chúng ta có những cái bãi cỏ mà chỉ có cỏ không, thì làm sao chúng ta biến cái bãi cỏ đấy thành một cái nơi nó rất là đa dạng, có nhiều loại cây khác nhau, nhiều loại từ các cái tầng tán cây khác nhau, có cây ăn quả, có cây cho hoa, có cây có thể là cây gia vị. Và cái nó không chỉ là tô điểm cho cuộc sống mà nó còn là cái nơi lưu trú của các cái loài khác. Thế tự nhiên cái cuộc sống, cái không gian sống của mình nó trở nên phong phú hơn. Và cái gì mà nó thân thiện với các loài sinh vật, động thực vật thì nó cũng thân thiện với con người. Một cái môi trường mà các loài khác có thể sống được thì con người nó cũng sẽ cảm thấy dễ thở hơn. Cảm ơn ý kiến của bạn. Thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta coi Hà Nội là một thực thể sống, một hệ sinh thái đang sống rất là mạnh mẽ, thì mỗi chúng ta cũng đang là một phần của cái cơ thể sống ấy. Mỗi hành xử của chúng ta rất là quan trọng. Chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình, mỗi một doanh nghiệp và mỗi một cái nhóm xã hội đều phải có những cái suy ngẫm rất là sâu sắc từ những cái hành vi của mình. Càng bàn thảo nhiều càng tốt để chúng ta nâng cao nhận thức, đồng thời chúng ta cũng sẽ nghĩ được là chúng ta đi đến kết luận là sẽ làm cái gì cho Hà Nội. Hy vọng rằng cuộc nói chuyện ngày hôm nay cùng với sự tham góp của các chuyên gia, các khách mời của chương trình và các khán giả chân quý của chúng tôi đã mở mang cho khán giả của Hà Nội một sự lạc quan mới trong một thành phố vẫn còn ô nhiễm. Và khả năng thì không thể nào mà có thể ngày một, ngày hai được. Chúng ta vẫn sống trong một thành phố ô nhiễm, nhưng chúng ta có cơ hội để lạc quan một cách có lý trí. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình kỳ sau. Hạnh phúc lên đèn, lung linh rạng rỡ, phồn hoa đêm đô thị ngập tràn ánh sáng lên thơ.